Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game đua xe Need for Speed. Ok, cái game này là những anh em trong kênh đã đề xuất và kêu mình hãy tải và chơi thử cái game này. Mình thấy đồ họa game cũng rất là hấp dẫn luôn, nên hôm nay mình quyết định là làm video cho các bạn xem. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái game này thử nhé các bạn. Na na na. Ok, bên tay trái của mình đó là chỉnh lạng qua lạng lại, và bên tay phải là có thể tăng tốc hay sao. Ok. Ồ, trái là ngoài cái này là chúng ta là trái là lách qua bên trái, phải là lách qua bên phải, và vuốt lên là tăng tốc. Ok, khá là tuyệt vời. Và mình sẽ để cái link game này bên dưới video, và anh em nào thích thì cứ việc tải về chơi nhé. Và anh em xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm coi nào. Đẩy. Mình vừa lấn một anh bạn. Tốc độ tăng đây. Này là chúng ta sẽ lượm được những cái bình năng lượng, hay là cái trò này cũng giống như cái trò Shadow Fight. Đâu lộn. Cái trò này nó cũng giống như là cái trò Atlantic Atlam 8. Đúng rồi, trò đua xe Atlam 8. Ok, xem nào. Chúng ta có thể tăng tốc lên khi mà vượt qua mặt được những chiếc xe khác. Xong, sau khi test thử chiếc xe, nó cho mình chơi thử đó mà. Đua xe hai người và chúng ta đã giành được hạng nhất. hai đứa thôi, chỉ hai người và chúng ta nằm hạng nhất là các bạn hiểu rồi đó, trình độ mình khá là cao. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ trải nghiệm thử xem cái game này nó cho mình làm cái gì đây. Ok, xem nào, nó cho mình đua không nhỉ. Chơi thử luôn. Gọi là mình đang trải nghiệm và test thử cái game này nó như thế nào nha các bạn. Còn anh em nào chơi rầu rồi đừng có ném đá mình, tội nghiệp. Và bây giờ chúng ta sẽ đua cùng với ba anh bạn nữa. Ba anh bạn này dường như là người nước ngoài các bạn ơi, chỉ có mình là HNT người Việt Nam. Ok, HNT Channel bự chà bá luôn. Wow, cảnh đường khá là đẹp. Game này đồ họa cũng khá là nặng đây. Nó là tới tầm khoảng 1GB mấy các bạn à. Này chúng ta bo cua cũng phải từ từ. Bo nhanh quá là sẽ không ổn. Quá nguy hiểm. Gọi là tốc độ đang khá là nhanh. Tăng tốc nào. Wow, cứ từ từ. Chúng ta đang ở hạng 3 các bạn à, và những anh bạn kia đang ở hạng dược nào. Wow, quá nguy hiểm. Thật sự rất là căng thẳng khi chúng ta đang giành giữa hạng 2 và hạng 3. Chúng ta đang lết lên hạng 2 nhưng mà không nổi. Các anh bạn chạy xe phía trước khá là căng luôn. Tập trung nào anh em ơi. Lên đường. Ok, chúng ta đã đang nằm ở hạng 2 và đang giành chức vị trí số 1 với chiếc xe màu trắng. Ok, anh bạn đuôi đang chạy chiếc xe màu trắng chạy cũng khá là hay luôn. Mất hạng rồi. Sơ sẩy, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thôi là chúng ta sẽ bị rớt hạng. Coi nào, ép. Oh my god. Lên nào anh em. Vượt qua xe trắng nào. Yeah, quá tuyệt vời. Chúng ta đang ở hạng số 1. Chúng ta đang ở vị trí số 1 các bạn à. Chúng ta phải là cố gắng để giữ vị trí, không để cho nó đạp mình lọt đè. Ok, rất tuyệt vời khi trải nghiệm cái game này lần đầu tiên mà chúng ta đã giành được hạng nhất. Đây là trận này là 4, 1 đấu với 4. Lộn, 1 đấu với 3, tính mình luôn là 4. Ok. Na na na.
Trò game này cũng khá là tuyệt vời các bạn. Xem nào, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Tiếp tục cuộc hành trình thôi nào các bạn ơi. Ok, giờ chúng ta gọi là đang trải nghiệm game và xem nào, cái này là chúng ta chỉ đấu một mình thôi. Này chắc đuôi với máy quá, chỉ có bóng dáng của một mình HNT thôi. Và cái game này lót cũng khá là nhanh. Chắc là do cấu hình máy của mình cũng không phải dạng vừa. Na na na, xem nào. Ô, mưa gió bão bùng luôn anh em ơi. Nãy giờ chúng ta đua chưa thấy mưa, bây giờ đã bắt đầu thấy mưa rồi. Ok, và sai, ấy da, chặng đường này của bộ hơi khó khăn và quằn quèo đây. 45%, 49-50. Ok, chúng ta đang gọi là hoàn thành cái nhiệm vụ để có thể dắt xe đi chơi. 70%. Tình hình này khá là căng thẳng đây. Ok, 85 rồi, chúng ta gần hoàn thành nhiệm vụ rồi. 95%. Và cuối cùng là ok, chúng ta đã hoàn thành được rồi. Nana khá là nhẹ nhàng luôn. Món tiền thưởng của chúng ta xem nào, đón trượt quật. Ok, hôm nay là một cái ngày không phải may mắn lắm cho mình. Chọn 3 số toàn là chọn sai. Ok, và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta thôi nào. Xem nào, bây giờ chúng ta sẽ vào xe để xem coi chiếc xe của mình nó như thế nào rồi. Đây là chắc là nâng đồ lên đây. Chúng ta có được mười mấy ngàn à, 14 ngàn. Ok, mua một món cho gọi là nó mạnh lên xíu nào. Lên sao luôn, 2 sao. Ok, chúng ta xem nâng vài món đồ nữa coi. Một cái bình ga, xe này nó chạy bằng bình ga các bạn ơi. Lên sao luôn nào cô bé. Ok, nó không cho mình lên sao các bạn ơi. Cứ việc in short. Ok, là lắp đồ thêm vào. Na na na. Có chiếc xe tiếp theo luôn. Đây là chiếc xe của mình. Ok, tiếp tục cuộc hành trình thử xem nó sẽ cho mình đi đến đâu đây. Ok, và lần này là chúng ta đang ở 265. Có lẽ là chúng ta đang là người thứ 265 đang chơi cái game này quá. Wow, và những chiếc xe trong game này khá là đẹp. Để mình sẽ cố gắng làm nhiều chiếc xe về cái game này cho các bạn xem. Và nếu như mà các bạn thấy thích cái game này thì hãy chia sẻ video và để ủng hộ giúp mình nha. Ok, nếu như là mình thấy lượt view của cái game này cao thì mình sẽ làm nhiều video về game này cho các bạn xem. Na na na. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi quậy của nào. Nào, ok. Vẫn tiếp tục cuộc cuộc này chắc là cho mình test xe rồi các bạn ơi. 30 mấy% kìa. Đụng thẳng vào chiếc xe luôn. Cảnh tượng khá là hấp dẫn khi mà chiếc xe trắng bị văng khỏi đường. Oh my god. Ây da, chúng ta lại tiếp tục tông thẳng vào đích của một chiếc xe. 72%, 75 rồi. Tốc độ ok, một chiếc xe nữa. Dường như cái game này nó cho chúng ta đụng xe thoải mái luôn thì phải. Ok, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Na na na. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và anh em nào thích về cái game gì hay là muốn mình làm về cái chiếc xe gì trong cái game này thì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu và làm cho tất cả mọi người cùng xem. Ok. Và nếu như mà các bạn ok, nó cho mình hẹn gặp lại cái game này luôn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên cho mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ ủng hộ nha.